Mình sẽ định các bạn móc một chiếc dép tông. Để móc được một chiếc dép tông này, đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 12 móc xích. Sau mình sẽ móc vào đây các mũi móc đơn, mũi kép đơn, mũi nửa kép để tạo thành hình chiếc dép này. Sau đó mình sẽ móc phần quai. Phần quai mình sử dụng ở đây là 13 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc vào đây là 10 mũi móc đơn, 3 mũi móc trượt và 10 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ gắn các phần với nhau vào khâu phần viền này của chiếc dép. Phần len mình sử dụng đây là len micro tông. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu và liệu sau đây: một cọng len màu tím đậm, một cọng len màu tím nhạt, một cái móc, một cái kim, một con dao. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt. Móc lên cho mình 11 mũi móc xích. Hai, ba, mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, lao vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó móc lên cho mình 4 mũi móc đơn và 4 chân mũi. Sau đó móc vào đây cho mình 4 mũi nửa kép. Chân mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây 5 mũi nửa kép. Mình sẽ móc ngược lại. Sau đó mình móc vào đây 4 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ kết hàng. Ở hàng tiếp theo, trên mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn ở cùng một chân. Sau đó móc vào đây cho mình 7 mũi móc đơn.
Rồi cho mì hai muỗng nhựa kép. Món ở đây hai muỗng kép đơn và cùng một chân. Móc ra cho mình ba muỗng kép đơn và một chân.